những bản làng heo hút trên những dãy núi cao, nơi chứa đựng những giá trị văn hóa dân gian mà chúng tôi chưa có điều kiện được khám phá. Chúng tôi, những người thực hiện chuyên mục Sắc màu các dân tộc, luôn đồng hành cùng những người làm công tác văn hóa dân tộc cả nước với mong muốn gửi tới khán giả yêu quý của mình những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, về phong tục tập quán, lễ nghi truyền thống, dân ca, dân vũ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Địa điểm này được xem là ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em. Nơi đây trong nhiều năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động lớn kỷ niệm ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, như tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm, hội thảo về những vấn đề liên quan đến gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Nơi đây cũng là địa chỉ đỏ để chúng tôi cùng các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu văn hóa, sinh viên, học sinh đến tìm hiểu, khám phá và thực hiện chương trình. Những nghệ nhân này đã vượt hơn ngàn cây số để trình diễn những tiết mục mà họ đã cố gắng gìn giữ trong nhiều năm qua. Khi đến đây, chúng tôi cũng bị cuốn theo những nghệ nhân tài hoa và phải thay đổi kế hoạch liên tục bởi có quá nhiều sự kiện hay nhưng chỉ diễn ra một lần và rất nhanh. Hàng năm, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện như thế này với các chuyên đề về những vùng miền khác nhau. Những đoàn nghệ nhân này đến từ các buôn làng xa xôi. Họ là những hạt nhân gây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Sau những buổi như thế này, khi trở về địa phương, họ tiếp tục khơi nguồn, vận động và truyền dạy cho thế hệ kế tiếp. Trong những chuyến đi thực tế, chúng tôi đã chứng kiến nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ hoạt động rất hiệu quả tại các bản làng từ miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên đến miền Tây Nam Bộ. Câu lạc bộ Khèn Mông này được thành lập với sự tham gia của 15 thành viên, chủ yếu là người dân địa phương, những người có niềm đam mê với tiếng Khèn Mông. Tham gia vào câu lạc bộ, các thành viên được trao đổi về phong tục truyền thống của dân tộc Mông và được các nghệ nhân truyền dạy về khèn và lượn Mông. Khèn Mông là nhạc cụ lâu đời, độc đáo, không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa, thể hiện tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc Mông. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, do ảnh hưởng của nền văn hóa hội nhập, đại đa số đồng bào dân tộc Mông không còn gắn bó với nhạc cụ khèn trong những ngày lễ, Tết, chợ phiên. Chính vì vậy, việc thành lập câu lạc bộ không những khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, mà còn để gìn giữ, phát huy, duy trì và truyền dạy cho các thế hệ mai sau. Chào anh ạ. Thế là anh đang tập khèn để phục vụ cái ngày hội hay ngày dịp lễ gì anh? Vâng, đây là câu lạc bộ của câu lạc bộ Khèn Mông, Nà Lỏng, Cổ Linh, của Bắc Nậm, Bắc Cạn. Thì chúng tôi đang tập cho cái chương trình múa khèn cho ngày lễ hội, lễ hội Cầu Tàu. Cũng tại Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn, chúng tôi tìm đến bản của người Sán Chỉ. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng người dân nơi đây vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình thông qua sự điều hành của những người già và người có uy tín. Các cháu nghe ông, năm nay chúng ta thì tổ chức làm cái lễ cầu mùa. Muốn làm được như thế, một cái lễ hội cho nó hoàn thành thì tôi sẽ giao nhiệm vụ. Thì 6 nam mà 8 nữ đây thì hai người gõ trống gõ chiêng nữa thì là thành 8 nam. Bắt lại là làm hát với chị Hương, làm hát giao duyên. Rồi thì cháu Thái, chú Tanh, Quỷ, Đại, Bình là nhảy múa
nhảy mặt nạ để cầu mùa cho chúng ta. Màn múa mặt nạ gỗ trên nền chiêng trống ngay sau phần lễ có gì đó huyền bí. Già làng ở đây cho biết màn múa mục đích để đuổi tà ma, bảo vệ đàn cúng và vong linh người chết. Họ cần một sức mạnh thần quyền, chính nghĩa để đối phó lại với các thế lực ma quỷ hắc ám trong cuộc sống nơi miền sơn cước hoang dã cũng như trong các cuộc thiên di. Trong một số nghi lễ của người Sán Chỉ nhất thiết phải có màn múa này, nhưng do nhiều yếu tố, trong đó có sự tác động của điều kiện kinh tế khó khăn, một thời gian dài người dân ở đây không còn màn múa này. Tuy nhiên, giờ đây, với sự nỗ lực của những người làm công tác văn hóa dân tộc và người dân địa phương, nó đã chính thức được khôi phục lại sau những năm tháng bị lãng quên. Cư dân cổ truyền, những chủ nhân từ xa xưa của Tây Bắc đều làm nông nghiệp với hai loại hình, ruộng nước ở thung lũng và nương rẫy ở sườn núi. Ngạn ngữ Thái có câu: xá ăn theo lửa, Thái ăn theo nước, Mông ăn theo sương mù. Mỗi dân tộc lại có tập quán sinh hoạt và sinh sống khác nhau, nên đã tạo nên những sắc màu văn hóa độc đáo riêng biệt. Bao nhiêu dân tộc anh em là chừng ấy, những mảng màu đa sắc tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng và sinh động nơi núi rừng Tây Bắc. Người Thái định cư gần nguồn nước, quanh năm suốt tháng, đồng bào chỉ gắn bó với nương và rẫy, nhưng không vì thế mà đời sống tinh thần của họ lại kém đủ đầy. Giai điệu dìu dặt, bay bổng của tiếng khắp, rồi tiếng bí ló, bí bập khiến người con gái Thái xao xuyến bồi hồi. Những âm thanh mê hoặc của bí chạm đến từng cung bậc cảm xúc. Với những chàng trai người Thái, chiếc bí ló là vật bất ly thân, nhất là trong thời gian tìm hiểu cô gái mà mình đem lòng yêu thương. Khi đến nhà cô gái, chàng trai thường lấy bí ra thổi những bài tình ca da diết, khiến cô gái thổn thức xao xuyến. Tất nhiên, cô gái đó chỉ xao xuyến khi cảm nhận đúng tiếng bí của người yêu mình. Bí ló của người Thái vùng Mường Lò được làm từ một ống nứa. Âm thanh của bí ló hay hay không phụ thuộc rất nhiều vào tài chế tác của nghệ nhân. Khó nhất là việc tạo lưỡi bí. Lưỡi này được làm thủ công, càng mỏng tiếng sáo càng trong, nhưng âm thanh vang rền hay không lại nhờ vào chất liệu ống nứa dày hay mỏng. Rồi, kiếm cái cây nứa này cũng rất khó vì ở trong xóm, trong làng không có, được ra tận rừng đấy kiếm có cái cây nứa con này. Chỉ có đặc biệt là có cái cây nứa con này mới tặng làm được cái bí ló này. Cái tiếng của nó có cái chọ này, người ta gọi là chọ, thì cái tiếng của nó sẽ vang hơn, gọi người ta gọi là bí ló. Ló tức là nôm na cái tiếng của dân tộc ấy là mình tự sáng chế ra. Đấy, gọi là ló. Âm thanh của bí ló là nỗi niềm của chàng trai với người mình thương mến. Bởi thế giai điệu của nó dịu dặt, trầm buồn. Truyền tai rằng chàng trai càng thổi bí hay bao nhiêu thì càng có tâm hồn lãng mạn, bay bổng bấy nhiêu. Là cái bí này là quan trọng nhất. Và nó thu hút cái tâm hồn của người con gái. Người con trai đi thì có cái bí này, người thì cầm bí thiêu, người thì khèn bè, nhưng mà đặc biệt nhất là cái bí ló. Cái bí này thổi lên và cho đôi trai gái hát đối đáp giao duyên nhau. Cùng với những tiếng hát giao duyên, tiếng bí rồi tiếng khèn, chàng trai nào giỏi đan lát cũng được các cô gái để ý đến. Vốn sinh sống trên địa bàn vùng núi,
nên người Thái ở đây từ xưa đã sử dụng các nguyên liệu như nứa, giang, vầu, trúc hay mây để làm ra các sản phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Họ đã rất khéo léo và tài tình trong việc phối hợp với các loại vật liệu để tạo ra những sản phẩm hết sức quyến rũ như mây để làm quai, nón vành rộng, đó hay đơm. Sử dụng nguyên liệu là cây giang, cây nứa tưởng như đơn giản nhưng thực ra cũng khó. Nứa già làm cạp, nứa vừa làm nan, nứa non phải chuốt nan rất mỏng để tết hoa, tết các họa tiết trang trí. Hoa ban vẫn nở trắng sắc trời Tây Bắc, trở thành biểu tượng trắng trong, mộc mạc và rất đỗi giản dị của con người nơi đây. Tỉnh ca Thái có câu: trăm năm ngắm ban nở, vẫn còn ngắm mãi, mỗi mùa ban lại thêm trẻ không già. Với người dân Tây Bắc, đặc biệt là đối với dân tộc Thái ở Điện Biên, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất, tinh thần của họ, mà còn là loài hoa thể hiện độc đáo bản sắc văn hóa ẩm thực dân tộc. Những người phụ nữ Thái thường hái hoa đem bán ở chợ như một thứ rau sạch hay mang về nhà chế biến thành những món ăn độc đáo, rất ngon và dễ ăn. Biểu hiện vị ngon ở từng món rất khác nhau. Những bông hoa ban trắng ngần hay phơn phớt tím hồng, dịu dàng, e ấp ấy qua tay người phụ nữ dân tộc Thái lại trở thành những món ngon đến lạ kỳ. Sau khi hái hoa ban về, người ta nhặt lấy cánh và nhụy hoa đem rửa thật nhẹ nhàng, sau đó trần qua nước nóng để thật ráo nước, sau đó vỏ nát và chế biến thành các món xôi hoa ban, món hoa ban hầm móng giò, hoa ban xào thịt lợn rừng, hoa ban nộm củ riềng, hoa ban nộm vừng, vân vân. Do cách chế biến cầu kỳ, những món ăn từ hoa ban thường chỉ được người Thái ở Điện Biên chọn làm để mời khách quý. Đây là hành trình đi tìm những giá trị văn hóa truyền thống đưa chúng tôi đến với dải đất Trường Sơn hùng vĩ. Sau chiến tranh, cuộc sống khó khăn đã khiến bà con ở đây dần quên đi tiếng cổng chiêng, tiếng đàn ta lư réo rắt và cả những ngày dân bản mở hội mừng lúa mới. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống cứ dần mai một trong nỗi niềm đau đáu của những người già. Những điệu múa, tiếng đàn truyền thống của người Paco tưởng chừng như đã mai một qua bao năm tháng chiến tranh, thì lúc này lại được ngân lên. Người thắp lên niềm đam mê ấy là những lớp thanh niên trước đây đã từng tham gia chiến dịch tải đạn trên các cung đường Trường Sơn năm xưa. Những người già dễ mến này thường mang theo bên mình những nhạc cụ truyền thống và tấu lên khúc nhạc thanh bình mỗi khi tiếng bom đạn tạm ngừng. Uyển chuyển, duyên dáng trong khúc nhạc đệm, họ đã mang đến cho đồng đội ở mọi miền quê những ký ức đẹp về tấm lòng của người Paco. Và những khúc nhạc này đã tiếp thêm cho họ sức mạnh để làm đường tải đạn. Câu lạc bộ dân ca dân vũ được thành lập, nòng cốt là những phụ nữ Paco đã có tuổi, sinh hoạt định kỳ một tuần một lần. Nhiệm vụ quan trọng của câu lạc bộ là dạy cho thế hệ trẻ các bài dân ca dân vũ, đồng thời trao đổi với nhau về những bài hát mới, từ đó cùng nhau tập luyện để làm giàu có hơn vốn dân ca dân vũ truyền thống. Trong trang phục dân tộc, các bà, các chị say sưa bên điệu múa cổ. Trước đây, họ đã thành công trong việc tiếp lương tải đạn phục vụ chiến trường,
từ nay họ lại thành công trong thời bình, mang đến cho lớp trẻ niềm đam mê vốn cổ truyền thống. Và họ cảm thấy vui khi làm được điều đó. Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào khu vực Tây Nguyên, nơi còn chứa đựng nhiều bản sắc văn hóa truyền thống, nhưng cũng có những vốn văn hóa quý báu đang đứng trước nguy cơ bị mất đi và bị lãng quên. Tượng nhà Mồ ngày càng vắng bóng tại các nghĩa địa của đồng bào Tây Nguyên, một di sản văn hóa độc đáo mang giá trị nhân văn đang dần biến mất. Nghệ nhân Cờ Son Nao ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cảm nhận được điều này. Theo ông, một trong những nguyên nhân khiến tượng nhà Mồ ngày càng thưa vắng, đó là vật liệu để đẽo tượng đã trở nên khan hiếm. Người biết đẽo tượng ngày càng ít và già yếu, lớp trẻ thì không mặn mà, vậy nên nghề đẽo tượng nhà Mồ cũng gần như thất truyền. Đã có hơn 30 năm trong nghề đẽo tượng, sau nhiều lần được mời ra làng văn hóa các dân tộc trình diễn, nghệ nhân Cờ Son Nao đã quyết định mở một lớp đào tạo cho thế hệ trẻ. Dự án của ông đang tiến triển khá tốt. Chỉ cần vài nhát dìu, người nghệ nhân này đã hoàn thành một tác phẩm Chân cột gắn quả bầu. Trên mỗi cầu thang chính để bước lên nhà, đồng bào Dơ Rai thường đặt một quả bầu bằng gỗ được đục đẽo tỉ mỉ. Theo quan niệm của đồng bào, đặt quả bầu ở đây sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho gia chủ. Lớp học đẽo tượng của Cờ Son Nao sẽ được tổ chức ở đây. Cách thành phố Pleiku gần 200 km, một lớp học đánh chiêng tre của người Ede đã tồn tại cách đây 3 năm. Ông Y Thim, cán bộ trung tâm văn hóa của tỉnh Đắk Lắk, đứng ra tổ chức và trực tiếp đào tạo hướng dẫn. Giống như chiêng đồng, bộ chiêng tre cũng có đội quân biên chế riêng của nó, thường là 7 hay 9 chiếc hợp lại tạo thành một dàn chiêng. Đôi khi biên chế của dàn chiêng tre có thể lên đến gần 20 chiếc tùy vào công việc sử dụng. Mỗi dàn chiêng tre là một dàn hợp xướng âm thanh, từng cá thể chiêng tương ứng với từng nốt nhạc. Một tuần 3 buổi và buổi tối, sau khi kết thúc công việc, ông Y Thim lại cùng nhóm thanh niên luyện đánh chiêng. Qua 5 tháng, nhóm thanh niên này ngày càng tiến bộ, chơi một cách bài bản. Bằng kỹ năng và tinh thần chăm chỉ luyện tập của mình, đội chiêng này đã nhiều lần được mời đi biểu diễn trên thành phố hay tại địa phương trong những lễ mừng sức khỏe, lễ thổi tai. Mỗi lần đi diễn, họ cũng được trả thù lao. Tuy là ít ỏi, nhưng cũng góp phần phụ giúp cho gia đình trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi tiếp tục đến với dải đất miền Trung Ninh Thuận khắc nghiệt, đầy nắng và gió, nơi có đồng bào Chăm quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cuộc sống phụ thuộc phần lớn vào nông nghiệp. Chính vì vậy, người Chăm đều tin và cầu nguyện các thần linh từ xa xưa như các thần thiên nhiên, thần mưa, thần biển, thần núi, thần nước. Đây là những hoạt động trong nghi lễ cầu đảo, hay còn gọi là lễ cầu mưa. Quy mô của lễ cầu đảo trên đền tháp được thu nhỏ tại làng Bình Nghĩa, huyện Ninh Hải. Hàng năm, người dân ở đây định kỳ tổ chức lễ cầu đảo. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn nhìn về phía trước với hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Với những hoạt động diễn ra trong lễ cầu đảo, có người cho rằng nó chứa đựng các yếu tố mê tín hoang đường, không hiện thực. Nhưng thực ra, nghi lễ này làm cho nhiều người Chăm nhớ đến cội nguồn tổ tiên. Bởi lẽ trong lúc kêu cầu cúng tế, ngoài các vị thần như thần biển, thần mưa, thần mây, còn có các vị vua, hoàng hậu có công được dân làng tôn kính.
tham gia nghi lễ cầu đảo tại các cửa biển có đầy đủ các chức sắc thuộc tôn giáo Bà La Môn, các chức sắc thuộc tôn giáo Bà Ni. Đây là nét độc đáo nhất trong nghi lễ cầu đảo tại các cửa biển, bởi qua nghi lễ đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, tình đoàn kết trong nội bộ tôn giáo dân tộc. Sau lễ cầu đảo, người dân hy vọng thời tiết sẽ dễ chịu hơn, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để công việc nhà nông thuận lợi, đời sống sung túc. Giống như người Chăm, người Khmer ở Tây Nam Bộ cũng có rất nhiều lễ hội gắn liền với lễ nghi nông nghiệp. Hàng năm trên những khúc sông Cửu Long lại rộn ràng tiếng cười, tiếng nói, dòng nước mát ngọt đặng đỏ hạt phù sa ôm ấp chở che cho cuộc sống của người dân từ bao đời nay, dường như cũng ra sức ủng hộ cho sự kiện đua ghe ngò. Có nhiều thứ đã bị mai một, nhưng đua ghe ngò và tinh thần khỏe khoắn của nó vẫn được người Khmer gìn giữ đam mê. Niềm đam mê ấy được gửi gắm qua từng chiếc ghe ngò ào ào rẽ nước trong tình đoàn kết của cả cộng đồng người Khmer Tây Nam Bộ. Người Khmer Tây Nam Bộ còn có nghệ thuật biểu diễn hết sức phong phú. Trong những ngôi chùa rất giàu truyền thống văn hóa như thế này, các nhà nghiên cứu bắt gặp nhiều loại mặt nạ như chằn, kỳ, nai, ngựa, mão vua. Nhưng đã từ lâu, nó trở thành vật lưu niệm chứ không còn được sử dụng nữa. Mỗi phun sóc của người Khmer không thể thiếu ngôi chùa. Đây không chỉ là nơi thờ Phật, gửi cốt tổ tiên mà còn là nơi bảo tồn thư tịch cổ, là trung tâm văn hóa giáo dục. Trong một môi trường văn hóa được bảo tồn chặt chẽ như vậy, người Khmer có điều kiện phát huy loại hình nghệ thuật đại chúng như rổ băm, rủ kê. Đến nay, múa rổ băm vẫn chưa có trường đào tạo, nên phần lớn là tự đào tạo tại lò nhà. Hơn nữa, lớp trẻ ít quan tâm đến loại hình nghệ thuật này. Chỉ có ai thực sự yêu nghề, dám hy sinh cho nghề mới theo nổi rổ băm. Xã hội hiện đại kéo theo các loại hình nghệ thuật phát triển rầm rộ, nhưng đâu đó vẫn có những người tìm về những giá trị truyền thống của dân tộc. Và những thầy cô giáo ở trường Đại học Trà Vinh đang từng ngày nỗ lực truyền đạt cho các thế hệ học sinh của mình không chỉ là những điệu múa rồ băm, múa dân gian, những vở diễn rủ kê, mà sau này sẽ là các vốn cổ khác đang có nguy cơ mai một. Việc bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được các địa phương triển khai thực hiện gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam luôn chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chủ đề dân tộc và miền núi hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nghệ nhân Cờ Son Nao hôm nay cũng có mặt trong vai trò là già làng, chủ lễ cho một đám cưới của người Dơ Rai. Ông và các nghệ nhân khác trên mọi miền Tổ quốc đang từng ngày cống hiến, vun đắp, giáo dục truyền thống văn hóa cho các thế hệ sau này, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.